Con em nó có một cái tính là kiểu như là khi mà làm một cái việc gì đó trong gia đình là con muốn làm trước, con làm sau là con không chịu, hoặc là khi một cái vấn đề gì đó là con thích con nổi cáu lên đó, hay là con quát, hay là con vứt đồ lung tung đấy, hay con đập đồ, hay là con khóc đấy, kiểu như là con phải muốn như thế này, con phải muốn như thế kia, là mẹ đừng có la con đó. Thì những lúc đó em không có, thật sự những lúc mà con như vậy là em không nói gì hết, em để cho con mình cứ khóc cứ la cứ làm gì thoải mái đi, một lát sau là em mới nói chuyện. Thì khi mà nói như vậy à, giống như đi tắm đi, đơn giản em kể một câu chuyện như đi tắm, tại vì giờ hiện tại là em gái em có gửi cháu cho em giữ giúp á, Suri mà đi tắm trước là con không bao giờ chịu à, bắt buộc là con phải tắm trước, trừ khi nào con cho phép Suri tắm trước thôi, chứ không là con phải tắm trước. Khi mà Suri tắm trước như vậy á là con sẽ lên phòng con vứt hết mền gối nè, con đập cái xuống nệm á, con lấy tay con đập xuống nệm như này, con gào con lên, con nói là để cho con tắm trước, mà tại sao em Suri lại tắm trước con như vậy á, mà con cũng không chịu đi tắm luôn. Rồi một lát sau em lại lên em dỗ dành, em nói thì thôi em Suri lỡ tắm trước rồi thì để mẹ nói lần sau em Suri đợi con, đợi con tắm trước, nhưng mà mẹ thấy ai tắm trước tắm sau gì thì mình cũng tắm sạch sẽ rồi mình đi ra ngoài thôi, đâu có vấn đề gì đâu con, giống như mẹ luôn để các con tắm trước rồi mẹ tắm sau mẹ cũng đâu có vấn đề gì đâu, mẹ thấy cũng rất là bình thường, tại vì nhà mình có một cái phòng tắm ai cũng dành tắm trước hết, thì đâu có cái kiểu là chẳng phải ba bốn người cứ vô cùng tắm thì nó kỳ lắm, thì mình cứ tắm trước tắm sau gì cũng vậy mà, các con nhìn như nhau mà. Thì lúc đó thì con mới nói là nhưng mà con không có thích như vậy, con thích con phải làm trước cơ, con không thích. Okay. Thì thôi mẹ biết rồi thì lần sau mẹ sẽ nói em sẽ đi à, hỏi anh rồi đi tắm không, hỏi mày tắm là em đi à đó, thì như vậy á. Mà hiện giờ là những cái tính đó nó vẫn còn, vẫn chưa sửa được, tại vì em biết được bản thân em chưa chưa sửa hết bản thân mình, thì con của mình thì làm sao mà hoàn thiện được là như vậy. Thì khi con đòi một cái gì đó em không bao giờ mua, nhưng mà ngặt cái là có gì gì thì mỗi lần gì qua là con đòi cái là gì cứ chở đi mua, nhưng mà ở với mẹ thì tuyệt đối không ha, tuyệt đối không dám. Cuối tuần mà học giỏi hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng ý mẹ sẽ mua cho con một món quà, hoặc là mẹ sẽ cho con đi chơi một đâu đó để con trải nghiệm. Điều này thì em đã làm từ cái lúc mà học thầy tới nay, em cho Cảm con ơn chị đi Phương, chơi nhiều. cảm ơn, tớ sẽ giúp Dạ đỡ chị trường hợp này. em rất Đây là là cảm một cái ơn trường hợp thầy. rất là kinh điển. Đây à, chúng ta ai ở đây có trường hợp giống như chị như vậy thì comment số 1 vào. Tôi nghe được câu chuyện đó là à, hai anh em nó không nhường nhịn nhau. Chúng ta đừng có nhìn vào chuyện tắm nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu đó chỉ là cái quả chúng ta nhìn thấy thôi. Hãy truy về cái gốc xem nó ở đâu. À, thế thì cái gốc nó bắt đầu. Để hiểu về cái gốc á, tôi kể cho anh em nghe một câu chuyện ha. Có cái công ty nọ đó có một cái cô kế toán ha, có một cái chị kế toán à, có một cái chị kế toán như thế này. Chị ta đang được công ty trả là 20 triệu một tháng, 20 triệu một tháng được chưa. Chị ta có cuộc sống tương đối tốt đẹp, đầy đủ không thiếu gì hết. Và đùng một cái một ngày đẹp trời, ông sếp ông dẫn về một cô gái nhỏ, một cô gái mới ra trường cũng làm kế toán. Và ông sếp ổng nói với cái người chị này nè, đó chị này ta tạm gọi là chị A. Chị A ơi, công ty chúng ta vừa mới có thêm một em B, và kể từ nay em B này sẽ là người trong cái phòng kế toán này. Lương của chị sẽ còn lại 10 triệu, và lương của em B là 10 triệu. À, vì công ty không có đủ tiền để trả cho hai người nên chị sẽ san sẻ 20 triệu này, nên chị chỉ còn 10 triệu thôi. Và từ ngày có cái cô gái nhỏ tên B này thì ông sếp ngày trước mà tất cả những cái vấn đề liên quan tới hóa đơn chứng từ sổ sách đó, thì ông đều hỏi cái người này, ông luôn cảm ơn cái người
chị A này nè, là vì chị có cái chuyên môn kế toán mà công ty mình tốt đẹp, tôi biết ơn chị, tôi biết ơn sự hiện diện của chị trong công ty của mình. Nhưng từ ngày mà có cái cô gái nhỏ này về này, thì cái ông giám đốc này ông cứ suốt ngày là bê thôi. Bê ơi lên phòng anh hỏi cái, bê ơi đi lên thuế lo cái này cho anh. À, vào cuộc họp một cái là ông vỗ vai bê, ông nói khỏe không em? À, tức là tất cả những cái điều tốt đẹp trước đây là ông dành cho A này nè, thì bây giờ là ông ưu tiên ông nói chuyện với B, cái gì cũng B thôi. À, B, và mỗi lần thưởng hay là có một cái điều gì đó tốt đẹp thì ông sẽ ưu tiên B trước, rồi sau đó mới nói tới cái chị lớn tuổi này. Đó, tức là trước giờ là tất cả những cái gì liên quan tới tài chính kế toán là ông đều hỏi cái chị A này nè, rồi tất cả những cái điều gì mà tốt đẹp liên quan tới kế toán các kiểu là ông cảm ơn cái vị này. Từ ngày cái cô B này xuất hiện thì cái lương của vị này bị chia làm đôi, và tất cả những cái điều tốt đẹp mà liên quan tới phòng ban kế toán các kiểu thì ông đều nói về cái cô B này là chính. À, xong rồi nếu mà có hai chị em đôi khi làm việc với nhau cũng có những cái xung đột bất đồng, hai người gây gổ nhau, thì ông đều la cái chị B này, chị A này. À, chị là lớn mà chị. Chị lớn hơn nó mà sao chị cứ la, chị gây gổ nó làm chi vậy? Làm sao? Chị muốn gì? À, tức là ông ấy yêu quý cái cô nhân sự B này này. Và có những cái thái độ gọi là không, cái thời gian mà dành cho người này ít lại, tiền dành cho người này ít lại. Và cứ có cái điều gì cũng bê 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 thôi. Tôi hỏi các anh chị, nếu các anh chị là người này, nếu các anh chị là một cái người đó, là cái cô A này này, các anh chị sẽ nghĩ gì, làm gì với cái người B này? Anh chị comment đi. Cuộc đời mình đang 20 triệu, một người 20 triệu người ta sống ở một level khác lắm á, một người 10 triệu là level hoàn toàn khác á. Ai đồng ý với tôi rằng nếu mà mình có thu nhập tháng 20 triệu mình sẽ sống khác 10 triệu lắm á? Nào dùng ý này chưa? Người ta đang ở trong cái trạng thái 20 triệu. Từ cái ăn, cái ngủ, cái mặc, tất cả mọi thứ nó đang là cái tầm 20 triệu. Bây giờ đùng một cái xuất hiện một cái người nhân sự B là nó còn có 10 triệu thôi, là đời sống người ta đã thay đổi rất là nhiều rồi. Lúc đó là lúc người ta cần phải được động viên an ủi. Nhưng mà có chuyện gì hay là mình cứ đè bê, mình khen vì em này non và xanh, trông rất dễ thương, ba vòng còn chuẩn mực. Còn A thì đã sập xệ rồi, nhìn gớm. À, bắt đầu mình có thái độ ôm hôn rồi xoa vai rồi động viên, rồi làm cho những cái mối quan hệ của đứa anh đứa chị với đứa em bắt đầu nó có vấn đề. Ngày xưa là mình ôm hôn rồi mình quà cáp rồi là cho đứa anh đứa chị, bởi vì nó có một đứa mà. Nhưng từ khi cái đứa em xuất hiện cái là mình ôm, mình hôn, mình dành thời gian, rồi mình quan tâm, mình dồn hết những điều tốt đẹp. Thì nếu như bản chất là một con người bình thường chứ cũng không có cái gì đặc biệt, người bình thường đó, cho tôi hỏi ai ở đây có cái sự tổn thương buồn, ai ở đây buồn comment vào một. À không, comment vào buồn, comment luôn chữ buồn vào. Anh em buồn không? Anh em đừng có nói với tôi là khóc, nghe là sao được. 20 giờ 10 triệu em vẫn vui bình thường. Sếp trước đây yêu quý em, còn bây giờ sếp yêu quý đứa 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 nhỏ anh em bình thường. Nói với anh chị nó bình thường. Nếu anh chị có chuyện đó nói tôi biết, tôi gửi tới ít trái cây bỏ nha. Cái tôi là tôi buồn rồi đó. Tự nhiên tôi đang 20 triệu còn có 10 triệu rồi, còn vô trước đây cái gì cũng hỏi tôi hết á, thời gian lúc nào cũng dành cho tôi, bây giờ dành hết cho cái đứa mới vô là tôi buồn đó. Tôi nói trước là tôi buồn, ai mà nói mình không buồn thì cho tôi địa chỉ, sáng nay tôi gửi ngay một ít trái cây, hoa quả đến, rồi thêm bổ nhang nữa, xin thắp, nhờ ai đó trong nhà thắp cho tôi nén nhang. Cái người này là thánh thần đâu rồi chứ, người đâu mà người không buồn, đúng không?
đời sống mình bị đảo lộn liền, 20 triệu còn có 10 triệu. Rồi bây giờ đó là về vật chất, còn về tinh thần thì cứ chơi quan tâm cái người kia, chả quan tâm gì tới mình ấy. Nên nếu như mà chúng ta đẻ một đứa con là bản thân chúng ta phải hiểu điều này. Đẻ một đứa con là phải hiểu được cái tâm lý này, còn không đừng có đẻ. Ấy vô đã vô rồi đẻ ra rồi không hiểu gì hết rồi kêu tại sao lại như vậy? Hiểu không? Tại sao lại như vậy? Mình phải hiểu là khi một đứa bé, và đặc biệt có rất nhiều gia đình hay nói cái câu ác đạn này nè. Rồi ra rìa rồi, ra rìa rồi. Bữa nay có cu khoai là con ra rìa rồi. Ôi cái câu nói đó nó khủng khiếp lắm. Một cái đứa bé đầu óc non nớt rất là cần sự thương yêu. Xin lỗi anh em cho chúng ta già cái đầu đây rồi. Một, tự nhiên là mà vào trong công ty chúng ta đang làm việc tốt đẹp vậy. Tự nhiên cái có người nói với chúng ta công ty sắp có một nhân sự mới về, chị chuẩn bị ra rìa rồi. Buồn không? Anh chuẩn bị ra rìa rồi. Ai đây cảm thấy lo lắng và buồn? Đưa tay lên vẫy vẫy. Nói một lần thôi. Có một ai đó vào cuộc họp đầu tuần và nói với mình rằng tôi nghe nói có một nhân sự chuẩn bị vào công ty mình và chị chuẩn bị ra rìa rồi. Vì đứa đó nó rất đáng yêu. Nó rất giỏi. Sếp yêu đứa đó lắm. Nghe một cái là trong lòng mình loạn xạ cả buổi sáng liền đó chứ. Mà chỉ cần nghe một lần thôi là thấy sợ rồi. Mà đây là mình cứ nhại lui nhại tới những cái miệng gây họa. Tức là cứ nhại lui nhại tới một cái nhịp điệu làm cho đứa bé nó đang rất là non nớt. Mình đây cái đầu già khì đó, đó rồi. Bản lĩnh đầy người không gì mà không làm được rồi. Cái gì cũng rất là không sợ rồi. Mày mà nghe người ta nói mình sắp ra rìa cũng sợ. Tôi thấy dạo này anh quan tâm con bé thư ký hơi nhiều. Chị chắc sắp ra rìa rồi. Trời ơi tới muốn đốt công ty luôn đó chứ. Anh em mình chung à, vợ tôi mà nghe nhân viên tôi mà nói thầy Phong dạo này thấy quan tâm bé thư ký hơi kỹ, chị chuẩn bị ra rìa rồi, bà tới bà đốt công ty cho đừng có giận. Anh em mình chung à, bây giờ đứa con nít nó không làm được những động tác đó, nó buộc phải ở trong trạng thái chịu đựng. Ai đã hiểu được cảm giác của đứa bé này đó? Ngày xưa là về vật chất là nó muốn cái gì cũng được, còn về tinh thần là mình ôm, mình hôn, mình làm đủ trò hết. Còn bây giờ tất cả những cái đó phải chia làm đôi. Thậm chí xin lỗi nha, còn chia bị cập khiển nữa. Em phải nhiều hơn. Mua cho em một món quà có thể lên tới 1 triệu đồng. Nhưng mà đứa anh thôi con lớn, con xài cái này được rồi. 100.000 thôi. Anh em hình dung chưa? Nó vô sau mình mà nó còn được bổng lọc nhiều hơn mình nữa. Ai đây thấy có cái sự bất công đang diễn ra? À, anh em hiểu được cái hành vi tâm lý kiểu này chưa? Nên nếu như anh em là những doanh nhân, anh em là những huấn luyện viên về giải quyết vấn đề con trẻ, và anh em là những phụ huynh có thể mới học lớp học này lần đầu tiên, mỗi lần mà nhìn thấy hai đứa bé mà nó không yêu thương nhau là đừng có nhìn vào cái hành động tắm hay là ngủ hay là gì đó, đừng có nhìn vào hành động đó, mà hiểu rằng người cha mẹ này đang có cách hành xử, chưa biết cái cách hành xử với đứa con thứ hai, thứ nhất. Được chưa anh em? Chứ đừng có nhìn vào cái chuyện là nó tranh tắm. Mỗi lần nó tranh tắm đó, ý nó muốn nói hãy yêu con đi, hãy trân trọng con đi mẹ. Mẹ cho con được phép trước nó được không? Mẹ trân trọng con hơn nó một tí được không mẹ? Chứ còn cái chuyện tắm hay không tắm nó quan tâm gì? Anh em Dung à, nó không phải, ý của nó không nói cái chuyện tắm. Ý nó đang muốn nói là hãy cho nó một lần ở trong một môi trường khác. Thay vì mà nó biết diễn tả ngôn từ, nó sẽ nói mẹ ơi con đang tổn thương. Con đang muốn được yêu thương như ngày xưa. Con muốn được ưu tiên. Cho tôi hỏi ai ở đây muốn được ưu tiên, đưa tay lên vẫy vẫy. Được ưu tiên, thấy được ưu tiên là thấy vui rồi. Thấy không? Ngay cả bây giờ cũng vậy đó. Không có tiền thôi chứ có tiền cũng thích đi hàng thương gia. Lên là được ưu tiên liền. Khỏi phải xếp hàng. Phải không? Rất là nhiều cái đặc quyền. Không có tiền nên chịu thôi chứ có tiền vẫn thích chứ. Ngồi cái ghế nó to. Người phục vụ luôn mỉm cười. À, sếp cho em xin non xanh. Người đàn ông thì cũng rất là lịch sự tử tế. Đó, còn hàng phổ thông thì người ta nó một người mà phục vụ tới hàng trăm người, còn ngồi khoan thương gia thì 3-4 người, 10 người mà tới 3-4 người phục vụ. Anh em mình dùng ý này chưa? Đấy, còn là loài người mà cái tâm lý người ta như vậy mà. Nên khi mà con của mình nó nói con tắm trước,
tại sao mày lại để em tắm trước? Là không phải nó ích kỷ hay gì đâu, mà nó chỉ muốn nói rằng là mẹ ơi, thương con với. Hồi xưa cái gì mẹ cũng dành cho con, bây giờ nó ra đời, cái gì mẹ cũng dành cho nó. Mỗi cái chuyện tắm thôi mẹ cho con được trước nó, để thể hiện mẹ vẫn yêu con được không mẹ? Tới ị thì con nhường nó ị trước. Đúng vậy. Anh em chú ý này không ạ? Tức là đứa trẻ nó đang kêu gào cái tình thương của mình, mình lại bảo mày làm anh mà, mày làm chị mà, mày lớn lên nói sao mày lại ích kỷ như vậy. Nó làm gì hiểu ích kỷ là cái gì? Nó chỉ đang muốn nói cái ngôn ngữ ở bên trong nó lên thôi, chứ nó có hiểu ích kỷ là cái gì đâu. Anh em mình dung à, mình nói người ta ích kỷ rồi ngon, mình đưa mình vào trong cái trạng thái đi làm mà người ta sẽ đôi lương của mình, cái gì người ta cũng nhắc tới người người mới, còn mình thì ra rìa. Lúc đó anh em ngon mà cư xử cái thái độ của mình ngon đi, hay là hôm sau nộp đơn nghỉ việc. Anh em mình dung à, nếu mà trong trường hợp anh em đi làm mà người ta sẽ đôi tiền của anh em ra, rồi người ta sẽ đôi cái tình thương gọi là quan tâm tới anh em, hỏi thăm anh em, tôn trọng anh em, yêu quý anh em, nhắc tới anh em trong công ty. Nếu như mà anh em có thể làm được chuyện đó thì mới ngon chứ. Còn như vào cuộc sống mà nếu gặp trường hợp đó, tôi nghĩ có một vài anh em là sau một thời gian xin nghỉ việc đó chứ. Ai hình dung được ý này rồi đưa tay với vậy. Vì vậy nếu mà mình thấy các con của mình không yêu nhau thì bắt đầu mình làm gì? Thuốc đây. Khi nhìn thấy anh em nó bất hòa với nhau, quay ngay về là coi lại cách mình cư xử. Mình sẽ phải bắt đầu cư xử theo phong cách hướng thượng. Hướng thượng tức là hướng lên, tức là đi lên, nghĩa là ưu tiên trên suốt theo đúng thứ tự. Vậy thì bây giờ con của mình á, mà nếu như mà nó bị cái hiện tượng mà nó gây gổ nhau, thì cái việc đầu tiên chúng ta làm là hướng thượng, tức là xếp theo thứ tự. Xếp theo thứ tự nghĩa là sao? Mình đi về, đi làm về nhà thì mình sẽ gọi tên người anh chị trước hay là đứa em trước. Ví dụ như đứa anh chị nó tên là, ví dụ như đứa anh nó tên là Michael, đứa em nó tên là Kim, ví dụ như thôi tiếng Việt đi. Đứa em nó tên là A mà đứa anh nó tên là A mà đứa em nó tên là B. Mình về mình gọi cái gì trước? Thường mình sẽ gọi ai trước? Dạ, B của mẹ đâu rồi? B của mẹ đâu rồi? B của ba đâu? B của ba đâu rồi? Anh em hình dung không? Mình thấy cái đứa nó nhỏ dễ thương đó. Đó chính là lúc mình gieo vào lòng đứa lớn một cái sự tổn thương. Gieo vào lòng đứa lớn một cái sự ganh tị, khó chịu. Từ nay về mình sẽ gọi A trước. A ơi, con có ở nhà không? A đi học về chưa? Rồi sau đó mới được phép tới. B ơi, B đâu rồi? Thì tự nhiên nó cảm thấy ổn. Ai này hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Đó gọi là hướng thượng. Hướng thượng tới mình hướng lên. Rồi nếu như mà ngồi với bàn ăn, đừng có mà bê ơi, tức là đứa em đó, bê ơi cái này ngon nhất nè, bê của mẹ ăn đi cho mau lớn nè. Đó là chết. Mình ngồi với một cái, A ơi cái này ngon nhất nè con, ăn đi mau lớn. Nhưng mà trước khi mời A là không phải A đâu. Trong bàn mà có ai lớn hơn A thì phải mời trước. Nếu có cha mẹ của mình thì phải gắp một miếng bỏ qua. Tôi nói là ngon hay dở đây là do định nghĩa của mình thôi, chứ tôi không xúi chúng ta là người lớn ăn hết đồ ngon của trẻ nhỏ nha. Ví dụ như trên cái bàn thì chúng ta gắp một cái miếng nào đó và chúng ta nói với ba mẹ chúng ta rằng con mời ông bà nội, miếng này ngon nè ông bà nội. Đó, tức là mời ông bà nội, mời ông bà ngoại. Rồi tới em mời chồng. Ba ăn đi ba. Đó, ba ăn đi có sức khỏe lo cho gia đình. Cảm ơn ba. Rồi, mẹ ăn đi mẹ. Hôm nay mẹ khổ rồi. Mẹ vất vả với gia đình nhiều rồi. Miếng này ngon nhất nè mẹ. Đó, nếu mà trong nhà không có ông bà. Rồi sau khi mời cái người lớn rồi bắt đầu mới tới A nè. À, ăn đi con, ăn đi mau lớn. Sau này lo cho bản thân, bảo vệ em, thương em, che chở cho em. Che chở cho em. Liên tục nói, ăn đi để mau lớn. Lo cho bản thân và che chở cho em. Con là anh, con là chị. Rồi sau đó, này con, ăn đi. Này, gấp cho đứa nhỏ. Thường thì không làm như vậy, phải không? Mình làm rất là đảo điên luôn. Mình vô một cái là cái đùi gà là của B, nguyên cái đùi chà bá bỏ trước mặt. Rồi sau đó tới cái canh gà là của A. Ví dụ như vậy. Anh em hình dung chưa?
Rồi bây giờ mình chỉ cần sửa lại như vậy thôi. Đó. Rồi rất là nhiều đứa trẻ nó lớn rồi. À, nhưng mà nó vẫn muốn. Nếu mà nó xem nhau thì khi mình xoa đầu, mình ôm hôn thì mình phải ôm cái đứa lớn chứ. Còn nếu mà nó đã lớn rồi, nó không có cái chế độ thích ôm hôn như trẻ con nữa, thì chí ít là mình phải hỏi han nó trước. Ngủ đi nha con, chúc con ngủ ngon. Được chưa? Anh Dung à, mình qua phòng nó, mình xếp cho nó vài cái gì đó trước rồi để ý. Tức là mình phân bổ lại cái tình thương của mình, cái vật chất của mình cho nó. Nó đàng hoàng, cân bằng. Tối thiểu là cân bằng. Tối thiểu là cân bằng. Anh em hình dung à. Chứ không có được để cho ông nhỏ ông bự lên rồi ông thành ông trời con. Còn cái ông lớn thì ông nổi điên, ông đập cái ông nhỏ. Anh em có hình dung ý này chưa? Rồi nếu như mà có mua quần áo, để mẹ đi mua đồ cho anh hai trước, để anh hai mua xong rồi tới con. Anh hai là lớn. À, đó, thì đi mua đồ cho anh hai bằng xong. Chứ đừng có mới vào wrestling mall một cái là ê, để đi mua quà cho em nha. Em nhỏ ưu tiên trước. Ưu tiên nhỏ sao lại ưu tiên trước? Đứa nào ẹt ra trước thì đứa đó phải được ưu tiên trước chứ. Ẹt ra trước là giống như xếp hàng trước chứ. Ai đồng ý với tôi cái văn hóa xếp hàng nó rất là hay. Đưa tay lên vậy vậy. Anh em hình dung không? À, anh em nghĩ coi, anh em đang xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ rồi để chích vaccine. Tự nhiên có một thằng ông nội nó xuất hiện, nó quen ai đó, người ta xếp nó ngay trước mặt anh em bực không? Anh em hình dung không? Tao xếp hàng nửa tiếng rồi mày ở đâu chui ra cái mày đứng trước mặt tao hay vậy? Hình dung à? À, vậy thì con của mình nó cũng y chang. Ê, tao ẹt ra trước mày cả năm nha, 5 năm nha, 3 năm nha. À, vậy tự nhiên giờ mày được ưu tiên trước, mày VIP quá ha. Anh em mình chú ý này chưa? Nên tâm lý loài người là đơn giản như vậy thôi. Mình chỉ việc là đi mua, nói à để mẹ đi mua đồ cho anh hai trước cái đã. Anh hai trước con, anh hai là anh. Để mẹ mua cho chị hai trước, chị hai là phải trước. Chị là chị của con, chị lớn của con. Nó sẽ quay lại, nó bảo vệ đứa em nó. Anh em có muốn khi mình ra khỏi nhà, đứa anh, đứa chị nó bảo vệ đứa em không? Ai muốn như vậy, đưa tay lên vẫy vẫy. Anh Dung không? À. Tiếp theo, nếu mà hai đứa gây gổ nhau, kiểu gì nó cũng gây gổ à, mình có cư xử kiểu gì nó cũng gây nhau. Bây giờ có những lúc nó xung đột với nhau, mình nghe hai đứa gây nhau. À, mình vô mình nói, chuyện gì thế anh hai, chuyện gì thế chị hai. À, nói như vậy như kia. À, mình phải nói, con là em. Từ từ cái gì hỏi ý kiến anh hai không biết thì hỏi mẹ. Hỏi bà, con không có được hổn, con là em, hiểu chưa? À, tức là mình phải cho biết em không có được hổn. Thì ngày sau nó sẽ hiểu rằng con thì không được hổn với cha mẹ. Em có hình dung được cái ý này không? Giống như có những em nó đi sòng sọc lên, nó gửi cho tôi một cái mail, nó nói thầy ơi em có cái ý tưởng này, chiến lược này. Tôi nói em gửi cho trưởng phòng chưa? Anh em hình dung chưa? Anh em hình dung ý này chưa? Tức là trưởng phòng em biết cái chuyện này chưa? Em có thông minh cỡ nào thì thông minh, lanh lợi cỡ nào thì lanh lợi, nhưng mà trưởng phòng em biết chuyện này chưa? Cái người trưởng phòng á, người ta có thể không giỏi bằng cái người nhân sự đó, nhưng người ta có cái yếu tố để làm trưởng phòng. Anh em hình dung ý này chưa? Tức là mình phải làm cho ngay cả trong công ty á, ai ở đây trong công ty biết được cái luật cơ bản này. Tức là nhân sự giỏi cỡ gì thì cũng phải để cho trưởng phòng người ta nắm. Còn trừ phi mình phế cái người trưởng phòng để mình chuyển công tác để cho người ta họ được làm cái việc họ giỏi thì khác. Còn nếu đã bầu người ta làm trưởng phòng thì nhân viên nói cái gì mình phải hỏi đã nói chuyện với trưởng phòng chưa, thì công ty nó sẽ có lớp lan. Chứ còn đâu mà nghe nhân viên nói hay quá và thế là làm việc thẳng với nhân viên luôn thì lãnh đạo chắc rồi. Vậy thì mình làm cha làm mẹ cũng vậy. Cái đứa anh đứa chị của nó mà mình lại không hỏi ý kiến cái đứa ẹt ra trước á, anh em mình dung không, mình lại không cho nó một cái quyền làm anh làm chị làm lớn, thì dẫn tới là nó không bảo vệ em nó, mà nó quay lại nó còn thấy em nó luôn được nuông chiều và cắt ngang, nó điên nó đập em là ráng chịu thôi. Anh em có hình dung cái cảnh là nếu mà cái người nhân viên mà cứ đi lên làm việc với lãnh đạo mà mình đồng ý chuyện đó xảy ra, thì sau đó về thì đến khi đề cử thấy tự nhiên trong danh sách đề cử không có người nhân viên đó. Anh em hình dung ý này không? À, cái người trưởng phòng nếu mà cho họ quyết định họ không đề cử mà nói thái độ làm việc em thấy không có phải là xuất sắc. À, người ta tìm ra đủ cái lỗi của người nhân viên đó để người ta nêu lên để người nhân viên đó không được đề cử là nhân viên giỏi nhất năm. Ai đã hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Thế là ai là người đã tạo ra cái chuyện đó. À, mình lại quay qua mình nói với người trưởng phòng, mày sống không có chính trực, người ta giỏi thế mày lại không đề cử. À, nếu nói như vậy là lại sai lời thầy dạy rồi. Thầy Giê-xu dạy là ai ở đây đạo công giáo đưa tay với vậy. Đạo công giáo nói mới hiểu. Đi nhà thờ đó là thầy cứ yêu cầu, thầy cứ dạy mình là bắt đầu làm lễ là có cái kinh lôi tay tôi mỏi đàn. Thầy thương mình dữ lắm,
và thầy đầu óc của thầy là thông tuệ ha, toàn cõi rồi, thầy hé, thầy thấu suốt hết mọi sự, thầy đã nhìn thấy ra được vấn đề hết rồi, thầy nhìn tổng thể được một bức tranh, thầy biết đời người sẽ khổ nếu không chịu đập vào ngực của mình để nhận lỗi là đời sẽ khổ, thấy không? Nên thầy đã nói là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, mọi đàn tức là tất cả các đường diễn ra thì đều có lỗi của tôi hết, lỗi của tôi hết. Thì nếu mà mình biết như vậy thì tự nhiên đời mình sẽ tốt. Cũng có nhiều người làm bộ cũng đi nhà thờ rồi ngon lành lắm, rồi làm dấu rồi cũng ngay ngắn lắm. À, ngày nào cũng thấy đi, tưởng đâu là ngoan đạo lắm. Nhưng mà đi là đi, nhưng mà về nhà có làm lời thầy hay không? Rất là nhiều người đi nhà thờ nhưng mà tự ý mình sửa cái kinh. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại anh một phần. Đó, chị và chồng của mình nói, lỗi tại anh một phần. Tức là mình tự ý sửa cái kinh đi đó, hiểu không? Chứ nếu mà mình đập luôn ba cái vào ngực là coi như xong rồi. Đúng có lời thầy dạy rồi. À, mình dung ý này chưa? Nên mỗi lần con cái mình nó gây nhau thì mình sẽ nghĩ cái gì? Nếu là một phụ huynh hiền tài thì mình nghĩ cái gì? Cha mẹ của một hiền tài thì mình phải nghĩ cái gì? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, chỗ nào để đi kiếm cho bằng ra mà sửa. Anh em vô chưa? Còn ai ở đây mà theo đạo Phật thì đưa tay vẫy vẫy. Ừ, cũng đông dữ ha. Có ông kia nói, bạch thầy, nếu mà con muốn giác ngộ thì con đắc đạo thì con nên học theo giáo lý của đại thừa hay là tiểu thừa? Ông thầy ông nói đừng có đổ thừa là được. Còn tiểu thừa hay đại thừa nó không có quan trọng. Anh em mình chung chưa? Cái giờ, đại thừa là giống như cái cụ ước ở bên công giáo vậy đó. Còn tiểu thừa là giống như cái tân ước vậy đó. Nó dần dạng như vậy. À vậy thì ông nói là học tân ước hay cụ ước đâu có quan trọng. Cái quan trọng là không có đổ thừa. Ai ở đây hiểu là mỗi lần có chuyện gì xảy ra là mình phải đập vào ngực của mình chứ không phải đập ngực mà vợ hay là chồng mình hay là con mình. Cái ngực của con mình nó bé lắm, đừng có đập tội nghiệp. Anh em hình dung chưa? Ai đã hiểu là bữa nay con của mình mà nó giành tắm là mình phải đập vào ngực của mình chứ đừng có nghĩ sao nó làm anh mình ích kỷ vậy? Cái thằng này sau này đời nó sẽ thế nào? Thằng này lớn lên chắc nó ích kỷ dữ lắm. Thằng này mình chết chắc nó không lo cho em nó đâu. Bắt đầu lúc đó là biết cái gì không? Người ta gọi là cái gì biết không? Anh đi xa quá, anh đi xa em quá, xa lắm rồi. Nó chỉ đơn giản nó muốn nói một cái thông điệp là mẹ ơi thương con với. Mẹ ơi con đang thiếu thốn tình thương. Mẹ ơi từ ngày có em, mẹ đã dành cho em nhiều quá. Con đang bị thiếu thốn tình thương. Mẹ ơi con không cảm nhận được tình thương của mẹ. Mẹ ơi sao cái gì xảy ra mẹ cũng la con. Và la con không cảm nhận được tình thương mẹ ơi. Chỉ khi mẹ công nhận con mới cảm nhận được tình thương mẹ ơi. Mẹ ơi, chỉ khi nào mà mẹ nói với con rằng con quan trọng đến cuộc đời của mẹ bằng cách là có chuyện gì mẹ đều hỏi ý kiến của con trước em, con cảm thấy như vậy là yêu con. Còn mẹ chửi con, mẹ nói con ích kỷ, mẹ nói con không tử tế, mẹ nói con không có đức, bị lỗi đạo. Thưa mẹ, mẹ hiểu hay không chứ con không có hiểu. Nên cái hành động đi tắm chỉ là một cơ hội để con muốn gào lên điều đó. Con muốn nói với mẹ điều đó, mẹ ơi, thương con với. Ý nó đang muốn nói mẹ ơi thương con với. Nó đang cầu xin mình. Có người nói nếu mà nó biết nói như thầy thì tôi đã thương nó rồi. Nếu nó nói như vậy thì nó lên nó ngồi nó giảng rồi chứ còn đâu làm con anh chị. Anh em hình dung chưa? Ai đã biết cách xử lý trường hợp con nó bất hòa rồi? Comment vào biết rồi. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.